Tính đến sáng ngày 8 tháng 2, huyện Lang Chánh đã rà soát yêu cầu khai báo y tế đối với gần 4.000 người dân địa phương trở về từ tỉnh ngoài. Trong đó, huyện đã tổ chức cách ly y tế gần 700 trường hợp trở về từ các vùng có dịch phải cách ly tại nhà và cách ly tập trung 2 trường hợp. Theo đó, tính đến thời điểm này, toàn huyện đã có 3.842 trường hợp đi làm ăn xa, học sinh, sinh viên từ tỉnh ngoài trở về địa phương. Trong đó có 2.888 đối tượng từ tỉnh có dịch trở về, 5 trường hợp từ nước ngoài trở về địa phương. Sau khi truy vết, rà soát, huyện Lang Chánh đã cách ly tập trung 2 trường hợp có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19. Hiện cả 2 trường hợp được cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Trường Đại học Hồng Đức và lấy mẫu xét nghiệm. Ngoài các trường hợp cách ly tập trung, huyện Lang Chánh còn 689 trường hợp đang được cách ly y tế tại nơi cư trú. Công tác giám sát cách ly tại nơi cư trú được siết chặt, các tổ chức giám sát từ thôn đến xã được phân công nhiệm vụ, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định cách ly tại các gia đình có người cách ly. Trước diễn biến nhanh, phức tạp của dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lang Chánh đề nghị các địa phương phải thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, tuyệt đối không được chủ quan lơ là trong phòng chống dịch bệnh. Theo dõi chặt chẽ các trường hợp lao động từ nước ngoài trở về, người đi từ vùng dịch về địa phương để kịp thời nắm bắt tình hình sức khỏe, đồng thời tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền cho người dân trên địa bàn, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đeo khẩu trang và tự giác khai báo y tế khi đi đến từ vùng có dịch. Hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách đảm bảo an toàn, giám sát chặt chẽ các trường hợp thực hiện cách ly y tế theo quy định, nghiêm khắc xử lý những đối tượng không chấp hành đúng quy định phòng chống dịch. Cùng với đó, mỗi người dân cũng cần bình tĩnh và nêu cao ý thức trách nhiệm, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa cho bản thân, gia đình và cộng đồng, chủ động khai báo y tế trung thực nếu đến và trở về từ các vùng có dịch.